Lê Quang Tấn, em sinh năm 90, nay là 25 tuổi, công tác tại đài truyền hình thành phố. Mình làm gì trong đài truyền hình bạn? Em làm kỹ thuật viên của ban quản lý kỹ thuật. Mà trong đài là nhiều cô xinh đẹp lắm, nhiều cô duyên lắm. Tại sao chưa tìm được ai? Nói chung thì cái đó nó cũng gọi là duyên số, chưa biết tới đâu. Thì thôi thì bây giờ ở đây có cơ hội thì mình cũng nên nắm bắt. Còn bạn gái, em giới thiệu về mình. Dạ. Chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh và tất cả các bạn khán giả. Mình tên là Bích, mình năm nay là 25 tuổi. Mình chuyên ngành về kế toán và mình đến từ Phú Yên. Mình giới thiệu một chút về những cái điểm mạnh của mình. Mình thì thích thể thao. Hồi nhỏ là mình đã biết bơi từ lúc 5 tuổi rồi. Rồi mình cũng là từng là vận động viên của trường cấp 2, cấp 3. Vận động viên bơi lội á hả? Chuyên về chạy đường trường 100m. Còn những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu thì hay thẳng tính. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy Tấn? Em thì những người mà gặp lần đầu á thì sẽ có cảm nhận là hơi khó gần. Nhưng mà chơi riết lâu á thì chắc là không muốn gần luôn. Tại vì nhiều khi thấy mình cũng hơi bựa quá. Bựa? Giống như là làm những cái mà không ai dám làm. Hơi lầy. Hơi lầy. Em làm về báo cáo thuế nè, cũng xinh xắn như vậy thì nhiều doanh nghiệp báo cáo thuế lắm chứ. Sao cũng nhờ đến chương trình bạn muốn hẹn hò hôm nay là sao? Dạ đúng rồi, vì công ty của em thì khoảng 300+ nhân viên, nhưng mà đa số là nữ vì chuyên về kế toán đó. Em đưa ra cái mẫu người lý tưởng mà bạn cần tìm là người như thế nào? Em cần mọi người cao không? Khoảng 1m7 trở lên. Và có thể là biết nấu ăn, biết chăm sóc, làm việc nội trợ trong gia đình. Ủa? Em có biết nội trợ nấu ăn không? Dạ thì cũng biết, nhưng mà tốt nhất là có người phụ trợ với mình. Ủa bạn trai bên kia biết nấu ăn không? Nói chung em thì nấu được, nấu tất cả các cái món luôn. Nhưng mà quan trọng em ăn được, còn người khác ăn được hay không thì em... Nhưng mà bạn có sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ mình không? Việc đó thì tất nhiên là có. Tại vì công việc mỗi người đều có mỗi công việc riêng. Công việc ở nhà đó là công việc chung, thì mọi người đều phải góp tay vào đó. Vậy khoảng mấy năm nữa mới quyết định lập gia đình? Hiện tại thì em cũng chưa xác định là sẽ lấy vợ sớm. Tại vì kế hoạch 5 năm lần thứ nhất em bị đổ vỡ. Là trong 5 năm đại học á, thì ráng là kiếm bạn gái nhưng mà thất bại. Cho nên kế hoạch 5 năm lần thứ hai là chỉ là có bạn gái thôi. Còn đến năm 30 thì mới quyết định là lập gia đình. Ý em muốn chừng nào lấy chồng, chừng nào đám cưới? Thì trong bao lâu cũng được, nhưng mà tốt nhất thì em cũng 25 rồi. Nếu mà được cưới thì trong vòng tìm hiểu thì khoảng 2-3 năm thôi. Bạn muốn người yêu của mình như thế nào? Trong đầu em thì lúc trước thì có nhiều hình tượng lắm. Ví dụ như là em thích mặt mày phải đẹp như cỡ Ngọc Trinh, rồi dáng phải như Ngọc Trinh. Đó là những cái gọi là mình tưởng tượng trong đầu mình á. Khi mà em nhìn thấy một cái cảnh là một người phụ nữ mà chăm sóc một cái người phụ nữ lớn tuổi bị tai biến, bị liệt, cái lúc đó thì những cái gọi là về cái ngoại hình á, nó giống như là những cái phù phiếm. Mình chỉ mong muốn là sau này á, vợ của mình không cần phải địa vị, không cần phải về ngoại hình, chỉ cần là một cái tình yêu lớn đối với gia đình. Có cái tình yêu đó thì hạnh phúc gia đình nó mới bền vững được. Rồi. Điều gì mà em không thích về người bạn trai của mình? Em không thích là lăng nhăng. Mà cũng không thích là những người con trai về thấy việc thì cứ bỏ đi nhậu nhẹt, hút thuốc. Nãy giờ quên hỏi bạn bên kia có hay nhậu nhẹt hút thuốc rồi không? Em thì không thích nhậu, cũng không hút thuốc luôn. Em thích chơi thể thao nè. Em mà chơi thể thao môn gì? Nói chung là cái gì tròn tròn em chơi được chị. Ví dụ như... Dạ chào chị. Chào bạn. Ví dụ bóng đá, cầu lông, rồi... bóng bàn. Chơi bên đũa được không? Cũng còn đó. Cũng còn không, anh đũa đó chơi được không? Chơi được nhưng mà không có giỏi. Sự nghiệp mình là giờ ổn định? Chưa chị. Tầm nhìn dạ. 5 năm nữa mà. Dạ. Sao vậy? Là bạn nghĩ cái tầm nhìn xa vậy? Theo như suy nghĩ trong đầu của em thì khả năng 30 tuổi á, lúc đó thì một người đàn ông mới gọi là trưởng thành. Còn bây giờ dưới 30 tuổi thì sự nghiệp thì chưa có. Rồi vấn đề quan trọng nữa là phải lo được cho gia đình. Điều gì bạn không thích ở một người phụ nữ? Phụ nữ thì em không thích cái ăn mặc gọi là thoáng quá. Trời nóng nực mà. Dạ, người mặc thì nó mát nhưng mà những người xung quanh nhìn nó nóng lắm. Thứ hai là đầu tóc nhuộm này nọ, màu mè quá. Rồi không thích trang điểm quá đậm. Bạn có vẻ là người hơi cổ điển nhỉ? Nhiều bạn nữ thì nghĩ đó là đẹp nhưng mà trong mắt của đàn ông thì nó không có đẹp. Trong mắt bạn thôi, sao bạn hùa hết, trong gom hết trong mắt đàn ông? Linh thấy một người phụ nữ vậy, anh Linh có đánh giá cao không? Anh thấy miễn sao đẹp trước mặt anh được, muốn làm gì làm. Linh mà phải lắm, định hỏi
Không, nói chung mình cũng thoáng tùy theo thôi. Nãy giờ mình cũng nghe những yêu cầu của bạn trai rồi đó, thì bạn cảm thấy như thế nào và mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Thì nếu được thì chắc khoảng 80%. 80%. Nhưng mà 5 năm đó bạn có chờ đợi được không? Khá lâu. Cái đó thì chắc phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại. Vậy thì anh nghĩ cũng tạm được đấy ha. Quan trọng là cái chờ 5 năm thôi. À, mình có đi với người thân không? Dạ có. Em đi với bạn. Chào em. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Em cảm thấy là mức độ hai người họ tương đồng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em thấy có một điểm tương đồng là hai bạn đều thích thể thao ạ. Hôm nay hai bạn đến với nhau, gặp với nhau là một cái duyên rồi. Nên là em hy vọng là hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn Nam, mình có người thân không? Dạ, em có đi với bạn hồi học đại học, là bạn Sơn. Chào bạn Sơn. Chào anh Cát Tường, Trường Linh và khán giả. Hả? Xin lỗi ạ. Sơn có thể khuyên bạn con trai của mình rút ngắn cái thời gian kết hôn lại chút xíu. Dạ em nghĩ thôi, em cũng là như Tấn vậy, thì cũng dự định là 30 cưới. Nhưng mà dự định mãi là dự định thôi. Đôi khi tới một lúc nào đó chúng ta thấy cưới được, chúng ta cưới thôi. Rồi, cảm ơn Sơn. Bây giờ thì chắc là phải cho hai bạn gặp nhau để hai bạn có thể tự trao đổi thêm những thông tin và thương lượng với nhau. Kéo màn lên, chúng ta có 2 phút trò chuyện. 2 phút, bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Lúc nãy nghe cái tiêu chuẩn mà cao trên đất bậy á, nghe hơi nó chóng váng. Tại mình cao có mấy xấu à? Không sao đâu bạn, cao hơn mình là được rồi. Lần đầu tiên gặp mặt thì mình có cái này tặng bạn. À rồi, cảm ơn, mình có cái gửi bạn luôn. Rồi, cảm ơn nhiều. Không có gì. Bạn cảm nhận việc gì về mình? Thì nghe tiếng thì Phú Yên với Bình Định, mình qua Bình Định, mình thích cái giọng Trung. Nghe thấy hình thì cũng được. Cũng được thôi ạ. Thì em dùng cái từ đó cho nó nhẹ nhàng xíu. Mới đầu mà khen nhiều quá thì người ta con gái thì thường hay đánh giá, ồ chắc này là chắc miệng mồm dữ lắm, không tin được. Còn bạn sao, có thấy mình có sao không? Thấy bạn rất là hiền, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn, thẳng tính. Mình cũng mới những người như vậy. Bạn có biết hát không? Hát thì hát mấy bài nó cũng hơi vui vui, không có chính thống lắm. Nếu mà ngày đầu tiên mà hát bài này thì hơi kỳ. Giờ mình có muốn nói gì nữa không? Hay là đủ rồi? Nhờ nhà mình nói muốn nói gì nữa không? Không thì anh gì đó thì có sao thể hiện vậy à? Vui là chính mà. Vui là chính. Mời chúng ta hãy đến lúc bấm nút. Rồi, nãy giờ chúng ta giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau để hiểu hơn về nhau, để đi đến quyết định hẹn hò hay không hẹn hò. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời bạn. Tại sao bạn lại không nhấn nút? Có phải vì cái vụ 5 năm? Em nghĩ chắc là quá lâu. Quá lâu. Còn bạn trai? Em cũng nghĩ vậy. Tại vì trong cuộc tình thì dù đúng hay sai thì người chịu khổ hơn vẫn là con gái. Cho nên là em không muốn mà gây thêm cái tội lỗi nữa đó. Nhưng mà thế này nè, bạn rất là dễ thương, có một cái khát vọng rất là lớn. Nhưng mà nói mình bớt già đi chút xíu nha, trẻ trung lên chút xíu, cũng non, thoải mái lên chút xíu ha. Dù sao cũng tôn trọng quyết định của hai bạn. Và đây, thay mặt chương trình gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đúng ý của mình. Thôi, mình cũng rủ đi về quê ha, đi ngang qua Phú Yên tới Bình Định ha, cho nó vui. Không, cái này thì được, thì mặc dù trên này mình không có bấm nút nhưng mà biết đâu ra ngoài kia thì mình cũng thể bấm nút, bấm còi xe hú nhau đi chơi cũng được. Đúng rồi, mình có thể làm bạn với nhau. Cảm ơn các bạn. Ngày hôm nay mình đã thất bại hoàn toàn. Ông Mai Bà Mối ngày hôm nay không làm mai được cho cặp đôi nào cả, cũng hơi buồn một chút. Nhiều người nói là đến với bạn muốn hẹn hò ai cũng bấm nút hết. Đâu có. Bấm nút để đôi khi là vì một cái gì đó, đôi khi sợ người khác buồn, đôi khi là sợ mắc cỡ, không bấm nút nữa kỳ. Nhưng không phải để vậy đâu quý vị. Quan trọng là do nhịp đập con tim quý vị. Đúng thấy rồi. Đó, trong ngày hôm nay có 2 cặp không bấm nút. Vậy thì 4 vé xem phim này tôi và các